Lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa trừng phạt Mỹ vì đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu trên các tuyến vận tải quốc tế. Ông Nasruddin Ame, một quan chức truyền thông của Houthi nói rằng Mỹ sẽ phải trả giá nếu tấn công các khu vực của Houthi ở Yemen và rằng Mỹ đang cố gắng gây áp lực để lực lượng dân quân này ngừng tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Lời đe dọa của Houthi được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các cơ sở lưu trữ kiên cố dưới lòng đất ở Yemen, nơi Houthi cất giấu tên lửa và các vũ khí khác được sử dụng để tấn công các tàu trên các tuyến đường vận tải quốc tế. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 Spirit nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự của houthi và buộc lực lượng này phải ngừng đe dọa lực lượng hải quân mỹ và quốc tế cũng như các tàu thương mại